Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một cây bút. Đó là cây bút màu mọi người nha. Như mọi người thấy thì trên tay mình đang cầm một cây bút màu mọi người này. Cây bút màu này là cây bút màu hồng nhé. Cây bút màu hồng này thì dùng để tô màu cho các em bé tô màu nha mọi người. Đặc điểm của nó là bút chì màu, khi mình sử dụng mình cầm thì sẽ không bẩn tay nhé. Đầu bút thì rất là nhọn ạ, nên là sẽ vẽ được rất là chuẩn cái chi tiết mà mình cần tô nha mọi người. Thì mình thử tô xem mọi người nhé. Màu này thì là màu hồng chuẩn mọi người nha, khá là đẹp mọi người. Tô xem như thế nào nha. Màu này thì khá là dễ tô mọi người ạ. Nó được thiết kế đầu nhọn nên là mọi người có thể rất là dễ vẽ những cái chi tiết khó mọi người nha, mà không bị lem ra ngoài nha. Màu da cũng rất là đều và đậm mọi người. Màu của mình đang cầm trên tay là màu chuẩn hồng nhé. Nó là dưới dạng chì, bút màu chì. Ở trong nó là lớp màu và ở ngoài nó là gỗ mọi người ạ. Nên là khi mọi người sử dụng thì mọi người cần phải có cái gọt bút chì nha mọi người. Khi mà màu của mình đã hết thì mình chỉ cần mang gọt bút chì, mình gọt đi cái lớp gỗ ở ngoài thì nó là sẽ ra cho mình được cái đầu màu này nha. Màu tô khá là sướng mọi người. Màu rất là dễ tô nha. Mình sẽ thử tô một ấy nhá. Mình sẽ thử tô một bức tranh cho mọi người xem thành phẩm của mình nha. Mình sẽ tô một bức tranh con kiến cho mọi người thấy được cái bút này nó dễ vẽ và vẽ chuẩn nét cái bút nào nhé. Tương tự thì màu này thì ở ngoài thân màu gì thì ở trong nó sẽ là màu đấy mọi người nhé, nên mọi người chỉ cần nhìn ở ngoài thân của nó là màu gì thì mọi người biết nó là màu gì rồi ạ. Bút này thì nó cũng khá là nhanh hết mọi người. Mình vừa tô được chưa hết một hình mà nó cũng mất khá là nhiều màu, nên là lúc nào cũng cần phải có gọt bút chì ở bên cạnh nha. Một hộp như thế này là nó gồm rất là nhiều màu nha các bạn, gồm mấy chục màu luôn đấy. Nó rất có tất cả các màu. Màu của nó thì khá là đa dạng, dễ tô, rất là đậm mọi người ạ. Nhưng mà mọi người cần phải video của mình đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn. Phải cần phải có gọt bút chì. Chứ mình mới tô được có nửa bức tranh mà đã sắp hết màu rồi, còn phải gọt rồi. Cái này thì mọi người mua về để cho các con làm đồ dùng học tập này, các con tập vẽ này, tập tô này, các con làm nghệ thuật nha. Bức tranh của mình sắp hoàn thành rồi mọi người ạ.
nay mình sẽ thử tô một con sâu màu hồng. Màu hồng mộng mơ. Đây là mình tô một cái hình một con sâu mọi người, con sâu màu hồng, một bạn sâu màu hồng. Đây là màu của mình tô lên nha, khá là đẹp nha mọi người. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết. Nó tốn khá là nhiều màu mọi người. Đây là tác phẩm ngày hôm nay của chúng ta. Ở ngoài đây là một lớp gỗ mọi người nhé, nó nhiều cái bút chì mọi người. Cái này đây phải đầu tẩy để xem. Cái này không phải là đầu tẩy mọi người ạ, cái này nó chỉ là họa tiết làm cho đẹp cây bút chì thôi. Cái này nó không có tác dụng là đầu tẩy nhá. Một bộ như thế này nó gồm rất là nhiều màu mọi người ạ. Nên là mọi người có thể tham khảo mua về cho con nhà mình tập vẽ nha. Rất là tiện sử dụng. Khi những cái màu khác nhiều khi mình cầm vào mình sử dụng nhiều thì nó sẽ lem ra tay. Nhưng mà với đối với màu chì này thì mình cầm thì ngoài đây nó đã bọc được một lớp gỗ và một lớp sơn bóng mọi người này. Nên là sẽ không bị bẩn ra tay nha mọi người. Rất là hợp vệ sinh. Con cỏ thì chúng ta có thể điều khiển được máy tính, được con chuột trên máy tính. Còn bây giờ tóc đi thì chúng ta sẽ nó sẽ tóc hoàn toàn và chúng ta không thể nào điều khiển được mọi người ạ. Đây nha mọi người. Các bạn bộ bút này là của máy in China nha mọi người. Các bạn đang dùng tóc tốt. Mọi người có thể tìm mua ở ở các siêu thị này, ở nhà sách, hoặc là các bạn có thể mua trên Shopee nha. Có điều có hết nha mọi người. Đây chính là màu khá là đẹp mọi người. Rất là bóng. Trong cái bộ này thì có gồm màu chuẩn, màu pha nhá. Rất đẹp. Bây giờ của mình đến là kết thúc rồi mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào cả nhà.